Hello anh em à, thì hôm nay cũng Quang Thái cũng có dịp gửi cho khách hàng anh em, thì khách hàng yêu cầu làm cho khách hàng clip cái cách mà đỡ ráp làm xích đây anh em ha, 12 in đây anh em, bộ làm xích 12 in ha, ráp vô như thế này thì khách hàng không có rành lắm anh em, thì nhờ Quang Thái làm đã đưa lên kênh cho một số anh em nào mà chưa rành thì biết cách dùng ha. Ừ, hôm nay Quang Thái bán bộ này anh em, hôm nay Hàn Quốc anh em ơi, đồ quát ha, khui đen như thế này anh em, đấy nguyên bản ha, thì nó có như thế này anh em, hai cục pin 10 cell, mỗi cục pin 10 cell anh em, đấy hai cục pin ha, pin đây là pin tốt nha anh em, pin pin này là pin xanh nè anh em có thấy xanh xanh trong đây không? Đó, Quang Thái coi thử chỉnh lại xíu cho anh em xem, Quang Thái mới nhìn vô thấy nó xanh xanh này anh em à, thì đấy anh em thấy xanh không, đấy xanh xanh anh em, xanh xanh chỗ cái lỗ này nè anh em, đấy bên xanh tốt hơn anh em ha, bên tím là giỏm nhất anh em, bên xanh là bên này là ở mình dùng cho máy mài anh em, nói chung là bên này là cao cấp hơn bên bên tím ha, bên tím là đời cũ ha, đấy thì hai cục pin anh em một cục sạc nhanh ha, thì con máy thì nó có như thế này, thì Quang Thái cũng mới khui ra nó cũng như vậy đó, vậy đó anh em, thì khách hàng nhận là khi mà nhận hàng anh em đó, thì cũng lưu ý ha, thì nó có bao nhiêu đó thôi anh em, và một cái thân máy anh em, thân máy công tắc ha, đây công tắc ngang này nó mình ngay cái tay cầm đây mình thao tác rất là dễ anh em, công tắc đây này, công tắc đây này, đấy khóa công tắc ha, đè vô khóa ha, để luôn ha, đây anh thấy thử để pin cho thử anh em xem này, đấy gài pin thì anh em nhớ lưu ý gài hay mở gì cũng đè cái này ha, đây chúng công tắc anh em nè, kéo xuống ha, kéo cho anh thục xuống nè, dỡ ra nè, nhẹ nhàng ha, rồi khi mà mình vô cũng vậy, mình kéo xuống xong mình đẩy theo vô cái mương này giống như đường ray đây anh em ha, mình đẩy vô thẻ ra cho nó giữ lại ha anh em ha, đấy. Cái này là motor brolet nha anh em, motor không chổi than anh em ha, đấy động cơ này nó chạy cũng rất là ổn anh em, nó lên từ từ anh em nghe nè, anh em nghe nè, lên từ từ này ha, đấy rồi nó mới mạnh anh em ha, để mình có sự chuẩn bị anh em, nó khỏi giật máy anh em, đấy đây là khóa công tắc này, mình bấm xuống ha, khóa đè vô ha, thả tay ra ha, đây này anh em đè vô thả tay ra đó anh em ha, đó chạy ra anh em ha, nha nhẹ công tắc này, đè vô cái nhẹ đây à, đấy rồi giờ mình ráp ha, thì cái này mình khui ra ha, mình đưa cái này qua bên cho nó gọn, mấy phụ kiện này nó kèm theo nha anh em, ví dụ như cái bao vợ nè, cái đơ dẫn lưỡi này, cái tay cầm này anh em ha, đưa nó qua đây cho nó gọn nè. Rồi giờ còn hai nhân vật này thôi, hôm nay clip hôm nay thì Quang Thái cái chính là làm cho cái này cho khách bày cho khách thế này, khách biết mà sử dụng anh em ha. À, thì khui ra nó như thế này anh em, một cái lấy hết đây quậy đấy, cái này là để ráp nè, để nối vô nè, đấy rồi ra còn thấy lấy hết ra ngoài luôn anh em, rồi hết ha, đều quăng bên để làm ha, đấy đâu còn thái xí luôn cái này đi, chơi nhau đâu rồi thái xí thật rồi, cái này cũng không kia rồi sao, cắt luôn em ha, mình thử cho nó ngon lành luôn ha, chứ không có mô phỏng nữa, đấy cắt luôn nè, đấy đây là sơn ha, sơn này là sơn giống như cưa điện anh em, đấy 1 ly 3 ha, con sơn 1 ly 3 anh em thấy trên cái lam này 12 in là tương đương với cái chiều dài của lam anh em, thì 1 in là 2,54 cm, 25,4 mm, thì nhân vô thì nó sẽ ra chiều dài này, chiều dài lam này là 305 mm ha, cái sơn dùng là cái mương này nè anh em,
là 1.3 ha, 1 mili anh em ha. Đấy. Và cái độ hở này là 0,050. Cái gì đây? Cái chiều đây là 9 anh em ha, 9,5 mili ha, chiều này nè. Đấy, này có bánh xe nè anh em. Năm này nhìn cũng ngon phết anh em. Đấy. Cái này là bước xích 3,8. Nhìn cũng được đấy chứ anh em, vui chứ anh em. Nó nhỏ mà có vỏ ha. Lỗ này là lỗ nhớt nè anh em. Đấy. Có khách hàng đấy, cái này nè anh em. Khi đổ nhớt vô á là mình đổ vô nắp này ha. Đổ vô lỗ này ha, có cái nắp đậy lại đây, trong này nó có cái nắp. Mình phải mở ra cho anh em xem. Trong này nó có cái nắp này, đậy lại trên khổ đổ nhớt này nè. Đổ nhớt vô. Đậy lại. Dùng ha. Anh em mà dùng khi dùng là anh em lưu ý là đấy, thì phải đỡ cái lỗ cho nó lỗ thông hơi nha anh em. Còn anh em mà khi mà vận chuyển đi thì anh em nhớ đậy cái này lại. Chứ không nó chảy tùm lum dơ anh em ha. Đó, còn khi dùng mà anh em đè vậy là nó không có oxy là nó không xuống nhớt đâu anh em. Nhớt này là nó theo nguyên lý, không phải là nguyên lý bơm như đó, như hàng động cơ xăng, mà nó là theo nguyên lý là chảy từ trên cao xuống nha anh em. Đấy, giống như cái bình xăng vậy đó. Nó nhảy chảy từ trên cao xuống, bắt buộc là nó phải có lỗ không khí để nó chảy theo cái lực hút của trái đất anh em ha. Đấy. Anh em lưu ý cho anh em bịt cái này, cái là nhớt không xuống rồi nó hao mòn là sên là nghe anh em. Đừng có bịt, cứ dùng là đỡ cho nó thông gió. À, cho nó giống như cái bồn nước mình á, nó thông gió nó mới chảy nhớt xuống. Đấy, còn khi mà vận chuyển á, thì mình nhớ đè này, lấy nắp để đè lại nè. Cho nó khỏi chảy ra tùm lum anh em ha. Đấy, thì nãy giờ nói vòng. Trong này thì nó có mấy con ốc. Đây. Mấy con ốc này tí nữa sẽ quan thấy nói cái này là cái chỉnh lam. Cái này là cái khế. Đấy. Như thế này. Trong đây thì nó có cái dòng cao su ha. Trong phụ kiện này. Anh em thấy cái dòng tròn này không? Dòng cao su ha. Thì mình sẽ bắt vô cái lỗ này ha. Anh thấy cái dòng tròn không? Đấy. Đưa vô đây. Là cái cầu nối. Là cái đệm. Đỡ mà giữ. Rồi. Bây giờ mở đây đi anh em ha. Khi mà mình dùng máy mài á, mình mới đỡ cái bộ này. Còn bây giờ mình dùng chuyển ra làm qua làm đây thì mình phải mở cái ở trong ra nha anh em. Cái qua giữ. Nhưng mà mở hết ra đã. Muốn lấy cái ở trong thì phải mở cái ngoài. Đây anh em ha, đỡ đây. Cái này nè anh em, để dành cắt ha. Rồi, bỏ chiếc khế vô. Anh em thấy chiếc khế không? Đấy, anh em thấy cái khớp đây không? Nó giống cái khớp đây không? Nút vô. Vô đây, vô trước ha. Rồi. Xong rồi dặn cái đây lại. Anh em. Dặn lại. Đấy. Đánh phiên cái này anh em. Cái đờ có hũ nhớt này ha. Cái vòng là cái đầu tiên ha anh em. Đấy, mấy cái này ha. Đúng rồi, về mới đúng rồi. Nói đây nè anh em ha. Đấy, nói đây nè. Nói đây nè, đút vô đây. Anh em. Đút ra ha. Đấy, đút vô. Dừng ốc lại. Anh em ráp xem mà cái chiều lam với cái chiều xích đây là một phía nha anh em. Này quan thấy cũng hai bảy anh em thôi. Nhiều lúc ráp nhiều lần nó có kinh nghiệm anh em, chứ cũng có gì đâu anh em ha. Bán thì mình ráp cho khách thì dần dần mình có kinh nghiệm thôi. Đấy, ráp vô ha. Ráp vô, chiếc ốc vô, chiếc đại khái thôi anh em ơi. Đấy, rồi anh em ha, đã làm ở đây mình làm thấy không? Trước khi mình đã làm là trong này nó có một cái đỡ tăng ha. Đây anh em. Anh em mình có cái ngàm đây. Anh em đỡ vô đây ha. Ngửa ở đây lên. Đấy. Cái này đỡ mình tăng sơn anh em. Đó, cây lam mình bỏ ở đây. Mình bỏ sơn, bỏ cho nó lọt vô cái lỗ đây ha. Nó có cái lỗ định vị đây. Rồi, móc cái sơn vô. Rồi, anh em lưu ý cho cái này xíu nữa anh em. Đã quên thay nói anh em nè. Ví dụ như cái máy mình á,
là thường thường là cái tua máy này anh em, để nó chạy theo cái chiều re của con ốc này đấy. Đấy, đây nó sẽ chạy theo chiều này anh em, chiều re của con ốc này, anh em thấy cái chiều re ốc không đó, anh em mà vặn vô thì nó sẽ chạy ngược, nó ngược theo cái chiều vặn vô thì nó sẽ chạy ra theo cái chiều re của con ốc, thì chắc chắn nó sẽ chạy tới nha anh em. Đấy, nó chạy tới là trước này ha. Thì anh em lưu ý khi móc cái cộng sên vô anh em, thì anh em sẽ quay cái chấu đây, quay cái hướng chạy của nó nha anh em, là cái nó chạy re thì móc cái chấu re ha. Đây, để nó bấu vô gỗ anh em. Anh em hiểu, anh em thấy cái nghe kịp anh em. Đó, cái chấu đây này. Nó chạy re thì anh em phải cái chấu này phải re để nó cắn vô gỗ anh em. Nó chạy re vậy thì ở cái đường dưới nó sẽ chạy vô như thế này. Đấy, thì mình sẽ làm cái chấu này. Đó, anh bắt về đúng. Đấy, cái chấu này nó chạy ra vậy nè, là cái đầu dưới của nó là nó chạy vô ha. Đó, thì mình bắt về đúng, móc sên vào đây, anh em thấy cái đoạn này không, không thấy, đưa đây xíu đấy, móc vô ha, móc vô này, sên trước này, móc vô này. Nó chạy ra, móc đây anh em, chỗ chạy khế này anh em, thấy anh em thấy khế không, móc vô rồi đút vô đấy. Cái này thì nó hơi xe thì mình tăng ren xíu để cho nó vừa. Anh em lưu ý cái tăng lam này nè, nó vô cái lỗ đây đẹp ha, lỗ anh em thấy không, lỗ này, lỗ định vị này đấy, và cộng sên nó cũng hơi dùng tí nha anh em, chứ mình làm sên cứng quá thì nó nặng mấy anh em, mấy cái vậy thôi, rất đơn giản đúng không anh em. Đúc cái này đã. Người cái này lên. Móc này vô. Đấy, xong. Đó, thế thôi anh em. Đấy, để gì đâu, đơn giản ha, nhớ là vô cóp cho rồi mới bạn nghe anh em. Đấy, vậy thôi, đây đây cũng đơn giản như có gì đâu. Đây, cái đây cái bảo vệ ha, đây mình siết chặt nè, cái bảo vệ nè, đập vô đây. Cái này bảo vệ sên nè, đập đây có hai con ốc dài ha, trong này nó có ba con ốc thì lấy hai con ốc dài dặn vô cái này, nhìn vô cái lỗ này, cái nó có hai cái lỗ này, dưới này nó có cái gai này, dưới đây này bập vô thôi, bập vô để giữ thôi. Rồi cái tay này, trước khi mình bập mình nhớ đỡ cái tay này. Đấy, tay này là đỡ nó cản nè, cản cho nhiều người anh em ha. Đấy, dàn ngóc lại. Đấy, để khá thôi, không mở ra nữa anh em. Đó, dựng ốc, hai ốc dài dựng ở đây ha, dựng giữ cái đây ha, rồi còn con ốc đây anh dựng luôn sơ sơ vô cho anh em thấy như dễ. Tí nữa anh em dỡ hình dung. Rồi đó là một, còn ở đây là cái thao tác cuối này, chỗ đây nó có một cái lỗ 8 này, mình bắt vô đây, mình muốn xây chiều đây cũng được mà chiều đây cũng được. Đấy, mình bắt vô đây để mình giữ cái tay khi mình dùng á anh em, mình cầm nè, muốn xây bên nào cũng được, con ốc này ốc ngắn đây dạng như luôn. Đấy, dựng đây. Thế thôi. Anh em.
mình xây bên nào thấy tiện thì mình xây, xây qua xây lại cũng được hết, góc như nhau đấy, nghe không? Thế anh em, xong rồi vậy đó anh em, quay tổng quan cho anh em xem ha. Đây, bắt xong là nó như thế này, tránh bụi, tay cầm, máy, nghe. Đây quan thái đo đây thử xem. Ok, đây nó cái thử mình cưa được gỗ đâu đó tầm 25 27 30 được anh em. Đây này. Hả? Mình bắt vô máy rồi còn đâu đó tầm 25 27 này anh em. 25 27 cm đó anh em. Gan quan thái 22 này, đây chắc 25 26 27 luôn á. Nói chung là gỗ cỡ 30 là mình cưa được hết anh em. 30 40. 40 thì nó nặng hơn tí, 30 là cưa tốt ha, 20 15 thì chuyện nhỏ rồi anh em ha. Đấy thì con máy mình ráp xong nó như vậy anh em. Đây là chưa dặn chặt ha, còn lát này thì mình siết chặt lên nữa, tí nó còn thay mở nè em ạ. Anh em nhớ độ nhất đây để nó qua đây em bồi làm ha. Đấy nó vậy thôi anh em, lưu ý là động cơ này động cơ Brolet nha anh em, pin là limo âm ha, pin là limo âm ha. Đấy, cơ và Rolex, pin lithium ôm, pin xanh. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye anh em.